Không cần chờ đến chính quyền đến tận nơi để phong tỏa, nhiều người dân tự chủ động cách ly, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, thậm chí còn treo bảng tạm thời từ chối nhận khách đến nhà vào mùa dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Có nhiều trường hợp chưa mắc bệnh nhưng phải là F0, F1 hay thuộc diện cách ly, nhưng để chắc ăn thì họ đã tự chủ động cách ly tại nhà, không giao tiếp với bất kỳ ai. Nhiều người sống chung hẻm, xóm đã thống nhất với nhau là tự phong tỏa để đảm bảo an toàn, lúc này thì phòng bệnh hơn chữa bệnh. Những tấm biển không được cầu kỳ, viết như một cách giao tiếp gần gũi thường ngày. Dù câu cú không được giống với nội dung nhưng chủ yếu là vẫn không tiếp khách và hết dịch bệnh sẽ gặp lại với cách thể hiện đầy hài hước. Mỗi ngày thì chúng ta phải đón nhận hàng ngàn ca nhiễm, người không qua khỏi cũng tăng. Hy vọng với ý thức giãn cách, đóng cửa cài then, không tiếp xúc với người lạ của người dân, làn sóng dịch bệnh này sẽ được nhanh chóng được dập tắt. Mỗi người một việc thì người dân chúng ta chỉ cần nâng cao ý thức thông qua việc chấp hành nghiêm chỉnh việc phòng dịch. Hiện tại thì dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng để đảm bảo sức khỏe không cần ai nhắc nhở, chúng ta nên tự ý bảo vệ bản thân để chung sức dập dịch với cộng đồng.